Rồi, thầy nói lại về cái lệnh này. Cái thứ nhất là mình sẽ tìm hiểu về tạo một cái queue trước này, hoặc là mình tìm hiểu về cái loaner này. Cái loaner này thì nó cho phép bạn copy, đúng không? Nhân bản theo theo đường thẳng, hoặc là nhân bản theo hàng loạt, hoặc là nhân bản theo hình tròn, hoặc là nhân bản trên một cái đối tượng khác. Đó, thì là nó cho mình nhiều cái lựa chọn. Nó khác với hôm trước mình học là cái lệnh array này. À, cái lệnh array này cũng nhân bản nhưng mà nó chỉ có nhân bản một kiểu là hình tròn thôi. Đấy. Bây giờ mình tìm hiểu cái tổng hợp này ha. Bây giờ thầy có một queue như vậy. Đây là một cái queue. Thầy sẽ cho nó cái màu để các bạn dễ nhìn trên cái nền này đi. Material. View Material. Đây thầy sẽ cho nó một cái màu gì đó tùy. Màu đỏ cho các bạn dễ nhớ. Màu đỏ là cái màu mà mình nhớ lâu nhất ha, trong tất cả các màu. Rồi kéo thả nhau. Bây giờ thầy sẽ bấm vô cái loaner này. Đấy, thì mình áp cái loaner đây. Khó chịu mà. Bây giờ các bạn muốn cho cái loaner này nó hoạt động, đúng không? Thì mình kéo cái queue này thả cho loaner này. Rồi. Được chưa? Ok, bây giờ mình bấm vào cái lệnh loaner này. Đấy thì cái phần mode này. Đó, phần mode là mode tức là cái kiểu á, thì trong này nó có nhiều kiểu. Nó có 5 cái kiểu. À, 5 kiểu. Thì cái kiểu đầu tiên thầy giới thiệu cho bạn là kiểu liner, tức là kiểu thẳng. Đó, copy theo kiểu thẳng. Ok. Thì bây giờ mình sẽ thẳng theo chiều nào? Ví dụ mặc định nó đang là theo chiều y này, theo trục y tức là hướng lên trên. Đấy, hướng lên trên, và mặc định nó đang để 3 này, tức là count là cái số lượng, đúng không? Rồi, cái này là hướng lên là 50. Bây giờ các bạn tăng cái này lên. Thấy chưa? Đó thì đây là mình sẽ copy đây. Đó, theo trục y là 50 này. Đó, khoảng cách đó. Đấy. Và cái chỗ này là mặc định đang là ba cái này, bạn muốn tăng lên thì mình kéo thanh trượt lên hoặc mình nhập vô đây. Đó, thì nó cho mình số lượng, thấy chưa? Rồi, đây là trục y ha, bây giờ thầy cho trục y bằng 0. Bây giờ thầy muốn theo copy theo trục x, tức là cái trục màu đỏ đây. Thầy sẽ tăng này. Các bạn thấy không? Đó. Thông số âm thì nó qua trái, thông số dương thì qua phải. Đây là đó, rồi các bạn muốn nhân bản thêm nữa thì mình dùng cái count này. Đó, thấy chưa? Đó. Nhân bản. Đó, ví dụ bạn muốn làm một cái gì đó chuyển động như vậy. Đó, thì chúng ta ví dụ chỗ này mình count này, mình set cho đây một cái keyframe. Tức là mình bật cái này màu đỏ lên để nó ghi. Sau đó mình kéo thêm line đến cái vị trí nào mình muốn nó xuất hiện, ví dụ đến 50 đi. Thì mình tăng cái này lên chẳng hạn. Nó đồng thời mình set cho nó một keyframe ở đây nữa. Và mình sẽ có một cái hoạt cảnh như vậy. Thấy chưa? Đấy, thì cái chỗ này là count là cái số lượng, Rồi đây là cái trục, nó đây là cái trục lên trên. Ví dụ bạn muốn làm cái cầu thang thì nó theo cái trục nào? Ví dụ trục này ha. Đó, ví dụ vậy. Chẳng qua là cái này các bạn kéo dài ra thì nó sẽ ra thôi. Đó, mình kéo dài trục Z này, đó thì ra cầu thang này. Rồi qua đây mình điều chỉnh lại cái này là cái chiều cao. Cái này theo trục X. Đó, ví dụ mình giãn như vậy bao nhiêu độ. Thấy chưa? Hoặc là theo trục Z, Rồi cái này bên này thì dùng cái scale. Đó. Cái này là scale. Scale ha, còn bên này là xoay. Đó, bạn muốn xoay như thế nào? Xoay. Đó, xoay. Đó, xoay trục. Còn này xoay các bước này. Đó, ví dụ mình bẻ cong xoay các bước này. Xoay qua đây. Thấy chưa? Xoay. Đó. Còn này là xoay theo kiểu trục y, đúng không? Bẻ theo trục y. Còn cái này là bẻ theo trục z. Đó, tùy, đó, tùy. Đó, thì mình sẽ tạo ra được cái áp dụng cho nó. Xoay. Scale. Đấy, thì các bạn cứ tập thử mấy cái thông số này để biết được cái độ của nó. Đó. Đây là theo trục y x, cái này theo trục y tùy ha, này theo trục z. Đó, thì các bạn điều chỉnh thôi. Thì nói tóm lại cái này là count là số lượng,
Đó, mình tăng cái số lượng lên. Rồi cái offset này là khoảng cách này. Đó, ví dụ vậy. Offset. Nếu bạn tạo ra một cái chuyển động như vậy chẳng hạn này. Đó, đó. Thì mình cũng bật keyframe lên mình làm thôi. Đó. Thì tùy vào cái công việc của mình mà mình sử dụng cái lệnh này nó như thế nào. Thì nói tóm lại là cái lander thì các bạn cho phép bạn nhân bản theo đường thẳng thôi. Đúng không? Theo đường thẳng. Đối tượng nhân bản theo đường thẳng, có thể lên trên, có thể ngang. Rồi bạn thử những thông số này cho thầy. Bây giờ tiếp theo thầy tạo một cái đối tượng khác đây. Rồi chọn loner, kéo cái queue này thả cho loner. Rồi bấm vô loner. Thì hôm nãy mình dùng cái gì? Nhân bản theo kiểu đường thẳng. Bây giờ thầy chọn radial. Đó, radial tức là nhân bản theo hình tròn. Bây giờ mình bấm như này, bấm kiểu hình tròn ha. Thì bấm kiểu hình tròn thì mình có được cái đối tượng như vậy. Cái đầu tiên mình sẽ quan tâm đến là cái radius, radius tức là cái bán kính, đó, bán kính. Thì mặc định đang để là 50. Rồi bây giờ thầy tăng cái bán kính lên này. Thấy chưa? Nó tối đa của nó đây là 1000. Các bạn muốn lớn hơn thì mình nhập thông số ở đây, ví dụ bạn nhập 2 3000 vô đây thì cái bán kính này nó to ra. Thấy chưa? Thì mình có thể nhập thông số vô đây. Và nếu không thì mình chỉ cần dùng cỡ vào này tùy các bạn ha. Thì cái radius tức là cái bán kính, còn cái count này á, count này là cái số lần, đúng không? Số lần thì đây nó đang là 5 lần, giờ mình kéo này lên thì nó tăng lên ví dụ 10 lần, 20 lần đấy, thì đây là cái số lần. Còn cái dưới này là cái gì? Tiếp theo phía dưới này plane, plane đó là cái mặt phẳng á. Đó, thì nó đang chọn cái mặt phẳng là XZ, XZ. Bây giờ bạn muốn đổi cái mặt phẳng này lại thì mình bấm đây mình chọn như là ZY chẳng hạn. ZY thì nó theo cái trục đứng này, thấy chưa? Đó, hoặc là XZ. Đấy, thì mình có hai cái tọa độ mặt phẳng như bạn. Thì bạn thay đổi cái plane tức là cái mặt phẳng. Phía dưới này là cái start angle tức là cái bắt đầu của cái góc xoay. Thì bây giờ nó đang là bằng không nè, các bạn có thay đổi góc xoay bao nhiêu độ, ví dụ mình muốn 30 độ, 90 độ hoặc là 180 độ hoặc là 360 độ. Đúng không? Đó, một vòng tròn. Đấy, thì bạn có thể thay đổi cái này, có thể tạo chuyển động như vậy cũng được. Ví dụ mình có một cái lên nhân bản logo gì đó mình cần nó xoay như vậy chẳng hạn, thì mình cũng set keyframe cho nó, đúng không? Đó, thì cái này là gì? Bắt đầu của một cái góc. Đó, và cái này là kết thúc của một góc. Đó, ví dụ này là kết thúc của một góc là 360 độ, thì nếu mình giảm thông số đi thì nó sẽ ngược lại thôi. Đó, nó ngược lại. Đó, hoặc là nó gấp đôi lên. Đấy, thì cái này kết thúc của một cái góc, bạn có thể chỉnh ở đây. Rồi cái offset là gì? Offset là cái khoảng cách giữa cái đối tượng này. Đó, thì xoay này, offset xoay. Ví dụ offset mình muốn xoay bao nhiêu độ thì các bạn nhập đây, ví dụ như là thầy muốn xoay ở đây đi, kéo thêm line về không đi. Thầy muốn cho nó xoay ha, thầy bấm vô offset này. Rồi sau đó kéo thêm line đến cái vị trí mình muốn bắt đầu kết thúc. Ở đây thầy muốn xoay lên 180 độ đi. Rồi, set đây một keyframe. Đó thì nó tạo ra một keyframe đây. Bấm cái nút này để nó quay về cái frame số 0. Sau đó nhấn nút play thì mình có được một cái xoay 180 độ. Đúng không? Đó. Rồi tiếp tục ví dụ như là đến 90 độ thì sao? Thầy muốn cho nó bằng không lại thì chỗ này thầy đánh bằng không. Rồi chỗ này set cho nó một keyframe. Đó rồi quay lại. Thì rõ ràng chỗ này mình quay như vậy, tới đây quay ngược lại. Đấy, thì cái offset là cái như vậy. Ok. Còn phía dưới này là cái phần trăm của giá trị ngẫu nhiên. Ví dụ đây mình tăng cái phần trăm nó ngẫu nhiên thôi. Đó, ngẫu nhiên của cái offset khi nó xoay. Đó, nó có sự ngẫu nhiên. Đấy, thì tùy bạn set keyframe mà bạn diễn hoạt nó như thế nào. Đó. Được chưa? Thì đó là có mấy cái thông số bạn điều chỉnh để hiểu vấn đề thôi. Thì nói tóm lại là gì? Cái kiểu radius radial này tức là kiểu xoay hoặc là nhân bản theo hình tròn. Còn diễn xuất như thế nào thì bạn tự điều chỉnh mấy cái thông số này để hiểu nha. Đó, để hiểu vấn đề. Đó, muốn làm gì cũng được. Thì cái radius là xoay theo hình tròn. Tóm lại là vậy. Ok, bây giờ mình sẽ vẫn trên cái này cũng được. Còn không mình bỏ đi mình tạo cái mới. Ví dụ thầy bỏ đi để tạo cái mới cho những bạn chưa biết có thể xem lại được. Rồi thì tạo cái mới này. Gán chất liệu vô lại này. Rồi. Loner kéo Q thả vô. Rồi bấm vô Loner. Thì nãy mình đang dùng cái
radius tức là xoay tròn, đúng không? Copy theo kiểu xoay tròn. Bây giờ thầy tới cái thứ ba là get, đúng không? Get array, tức là nhân bản theo lưới, theo chiều dọc, theo hàng đó. Rồi bây giờ thầy nhân bản theo theo hàng lối ha. Get array. Rồi tiếp theo là cái gì? Chúng ta sẽ cái count là tất cả là số lượng rồi, số lần ha. Số lần. Đó, cái này là số lần theo trục x, đúng không? Đó, số lần theo trục x này. Các bạn muốn bao nhiêu lần theo trục x thì mình sẽ bấm vào đây. Rồi cái này là số lần theo trục y, tức là hướng lên trên. Đó, hướng lên trên này, ha. Đó, 44 đi. Rồi cái số lần này theo trục z, trục z là màu xanh lam này. Đó, ví dụ vậy. Bạn muốn thấy cái lưới thì bật cái go on solid line lên thì mình thấy cái lưới thôi. Đó, đây là cái số lần. Đó, này là 3 lần này. 3 lần. 3 lần đó, tức là nhân bản theo hàng. Đó, thì nhớ cho thầy cái count tức là cái số lần. Đó, thì ở đây các bạn cũng tạo animation cho thầy cũng được. Các bạn muốn tạo animation thì mình bấm vào đây để tạo. Còn phía dưới này cái size á, cái size là cái khoảng cách cái khối. Ví dụ cái này là theo trục x này. Giờ mình thay đổi thông số này mình thấy. Đó, cái size đó là cái khoảng cách của các cái khối theo trục x với nhau này không? Còn cái này là sao? Theo trục y với nhau này không? Đó, theo hàng trục y này. Còn cái này là theo trục z này, đó. Thì bạn sẽ thay đổi thấy không? Đó, thay đổi theo hàng lối đó. Đó, theo hàng lối. Thì tùy vào cái công việc các bạn cần nó thay đổi như thế nào thì bạn sẽ dùng nó ở cái việc việc gì đó cho nó hợp lý. Đó. Đó. Ví dụ ở đây mình thầy cần 4 hàng đi, 5 hàng, 7 hàng gì đó. Được chưa? Đó thì mình nhân bản nó theo hàng lối nè. Cái khối mình sẽ theo hàng lối. Đó, ví dụ vậy. Chỗ này thầy để lại bằng khờ 2 đi, 20. Bây giờ thì nó sẽ tạo thành một khối như thế này. Thì đây là cái nhân bản theo hàng lối thì các bạn cứ bấm vào đây. Rồi tiếp theo là gì? Honeycomb array tức là nhân bản theo kiểu ngẫu nhiên như thế này ha. Đó thì bạn chọn cái này phát là nó bung ra như vậy. Thì cái offset là phần trăm của cái này. So le nhau đó, đó. So le nhau. Đây, tùy bạn, ví dụ 50 thì nó sẽ lấy ở giữa đây, nó so le nó lấy ở giữa khối này. Ở đây thì nó cũng có tọa độ trục thay đổi cái orientation này, ví dụ này theo trục x nè, không? Cái này theo trục y nè. Đó. Y tức là mặt phẳng y và xz đó. Xz. Chỗ này là z, tùy bạn ha, mình có thể thay đổi cái mặt phẳng này. Đó. Mặt phẳng. Ok. Rồi, tiếp theo là count width tức là cái số lượng. Đó, cái đó. Mình nhân bản theo số lượng, ví dụ nó chạy đó. Còn cái dưới này nhân bản theo chiều cao đó, chiều cao đó. Ví dụ bạn muốn tạo một cái hoạt cảnh gì đó đi, ví dụ ở đây thầy cho bằng 0 bằng 1 rồi kéo lên đây thầy sẽ tăng cái này lên đó, nhân bản ra đồng thời thầy lít vô đây tạo một keyframe tại thời điểm này sau đó thầy có một cái hoạt cảnh như vậy. Thấy chưa? Đấy, thì cái chỗ này để tạo ra cái hoạt cảnh hoặc là di chuyển thông số. Rồi phía dưới này là size width tức là đang để 300 300 ha. Đó, thì cái độ co giãn của nó này. Đó, size width. Rồi chiều cao này ha. Đó, chiều cao. Đấy, thì các bạn có thể thay đổi các cái thông số này. Đó, thì đây là cái homcom group com array ha. Đấy, thì tùy vào công việc của bạn mà bạn sẽ dùng cái nào cho nó phù hợp, đúng không? À, cho nó phù hợp. Đấy. Đó, dùng cái nào cho nó phù hợp thôi. Ok, thì đó là có 1 2 3 4, 4 kiểu này. Cái kiểu cuối cùng của mình là kiểu object. Đấy, tức là mình sẽ áp một đối tượng vô. Đó, object. Bây giờ mình làm cái kiểu object này thì nó sẽ như thế nào? Thầy kéo ra đây ha. Rồi. Thì bỏ đi vẽ lại từ đầu cho bạn hiểu kiểu object.
Ví dụ thầy có một cái sphere đi, tức là thầy có một cái khối cầu, được chưa? Rồi khối cầu này thầy cho lớn lên, đó. Thầy có khối cầu cho lớn lên nha. Thì trên khối cầu có cạnh, có điểm, có mặt. Rồi kéo này thả vô, nó để màu, thêm một cái màu nữa đi, cho các bạn dễ hình dung. Cái này thầy cho màu trắng ha. Cái phong này thầy cho nó bằng bằng không đi, để cho các bạn dễ nhìn thấy các cái bề mặt của nó. Rồi, thầy có cái sphere này. Cái này thầy đặt tên là cái đối tượng đi, cái object. Để các bạn phân biệt ra. Bây giờ cái này là cái object, tức là cái đối tượng. Rồi bây giờ thầy sẽ tạo ra một cái ví dụ cái viên thuốc đây ha. Hai cái hình gì cũng được, các bạn dùng bất cứ cái hình gì cũng được. Đây, lấy đại hình này đi. Một cái khối này thì cho cái khối này nhỏ lại thôi. Đó, đại loại vậy. Gắn cái màu đỏ cho cái nổi bật lên. Được chưa? Vậy là thầy có hai cái khối này. Bây giờ thầy muốn gắn cái khối màu đỏ này này, cái follow stick này á, thầy muốn gắn lên trên cái đối tượng này. Nó gắn lên trên các cái đỉnh này này, hoặc là trên các cái bề mặt, tức là nhân bản lên trên đây. Đó. Thì bây giờ mình làm sao? Thì bây giờ thầy sẽ tạo một cái loner này. Đó. Tạo là một loner, thầy gắn cái follow tonic này vô. Đó. Và tonic này vô, kéo thả ra đây để nhân bản lên. Được chưa? Đó. Thầy bấm vô trong cái loner này. Thầy sẽ chọn cái gì? Trong cái kiểu mode mình xài cái object. Đó. Bấm vô object này. Bạn không thấy gì xảy ra đây hết. Đúng chưa? Rồi bây giờ thầy bấm vô cái loner lại nè. Loner đây ha. Trong cái phần loner mình có cái thằng object này. Đó, object này. Bây giờ object là cái đối tượng nào? Đó. Object là cái đối tượng này nè. Bây giờ mình kéo object thả dưới đây. Thả đây. Bây giờ thì bạn thấy nó nhân bản lên đâu? Đó, nó nhân bản lên đây. Rồi bây giờ mình muốn hiệu chỉnh nó lại thì cái count nè. Cái count là cái số lượng, số lần, 20 lần. Bạn muốn thì mình sẽ tăng lên. Không? Đó, mình sẽ tăng lên. Đó, muốn ít đi thì giảm đi. Rồi đó là cái count là số lần ha. Thứ hai là cái bề mặt. Các bạn muốn gắn cái hạt này lên trên bề mặt nào? Thì cái mặc định nó trong đó phần là chipboard này. Đó, chipboard này. Đó, digit motion ha. Rồi. Nó đang là surface, tức là nó đang gắn trên cái mặt này. Bây giờ mình có thể chọn vertex nha. Vertex tức là nó gắn lên trên đỉnh. Đó, nó sẽ nhân bản, nó gắn lên trên cái đỉnh này. Thấy chưa? Rồi tiếp theo là gì? Ví dụ thầy chọn axis, tức là cạnh. Nó sẽ gắn lên trên cạnh ha. Tự động nó sẽ tìm những cái cạnh của cái hình khối này, nó sẽ gắn lên cạnh. Đó, offset. Offset là cái khoảng cách này. Đó, thì bạn có thể điều chỉnh nó trượt trên các cái cạnh này. Đó, trượt trên các cái cạnh này. Rồi tiếp theo là gì? Polygon, đúng không? Polygon center, tức là nó nằm ở giữa cái bề mặt của nó. Đó, thì lúc này cái khối này nó sẽ được gắn lên trên cái bề mặt polygon này. Tức là nằm ở giữa giữa khối này. Đó, hoặc là cái gì nữa? Đó, những cái khác cũng tương tự vậy thôi. Đó. Đó, thì đối với cái này thì transform là tự do ha, surface là bề mặt. Rồi surface. Đó. Đó, nó sẽ chạy này. Random. Cái số này là cái số ngẫu nhiên nha. Rồi trong phần này mình có thể chọn là gắn lên đâu cạnh đi ha. Hoặc là gắn lên đỉnh đi. Surface đỉnh. Ok chưa? Đó thì bạn muốn gắn lên đâu thì mình sẽ chọn trong cái phần up vector distribution, đúng không? Distribution. Ok. Chọn surface đi. Đó. Mặc định cái đang để surface thì nếu bạn muốn giảm xuống thì mình giảm cái này xuống. Ví dụ 10, 11 gì đó. Giờ mình chọn đấy đi. Bên này thì nó full đầy đủ hết. Có bao nhiêu mặt thì nó tự nhân bản ra bấy nhiêu cái ha. Đúng chưa? Cái này thì nó tự nhân bản. Có bao nhiêu mặt, bao nhiêu cạnh thì nó phân bổ hết ra. Đó, phân bổ hết ra. Cái chỗ này thì nó cho phép bạn scale. Scale. Bạn check cho cái chỗ này thì nó scale cạnh điện. Hoặc là điểm, cái này nó cho mình scale nó ngẫu nhiên. Còn đây là các cái tọa độ chụp. Đó. Thay đổi các cái tọa độ chụp. Đó, thì cái object là như vậy nha.
Ok, bây giờ mình hôm trước mình có làm cái cây, các bạn nhớ lại cái bài hôm trước người ta vẽ, có cái phần bài xi măng tham khảo này. Đó, các bạn thấy có những cái cây người ta gắn những cái hạt này lên chưa? Đó, gắn trên các cái cạnh này không? Đó, thì bây giờ mình sẽ mở lại cái cây hôm trước đi. Giờ thì tắt cái này đi ha. Mình áp dụng thử. Các bạn vào file này, open này. Rồi mở lại cái bài cái cây hôm trước làm. Đó, mình có mấy cái cây này. Bây giờ bạn muốn gắn cây nào thì mình chọn cây đó thôi. Đó, bây giờ thầy làm mẫu cho bạn một cây đi. Bỏ cây này đi, cây này cũng được. Cây này bỏ luôn. Rồi, mình lấy cây này đi. Đó. Bây giờ mình sẽ gắn những cái hạt lên trên cái tán cây này. Đó, gắn lên trên tán cây này nha. Thì đây mình đang rút nè, mình có cái gì đây? Đây là cái cây đúng không? Đây là thân cây nè. Đây là cái tán cây nè. Đó, thì mình gắn lên cái tán cây. Mình chọn tán cây. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vẽ cái đối tượng để các bạn gắn lên. Thì mình gắn hình tròn thì mình sẽ chọn cái phía hình tròn. Đó, đây là cái phía hình tròn nè. Rồi cái phía này mình sẽ cho cái bán kính nó nhỏ lại. Đó, nhỏ xíu lại thôi ha. Rồi muốn tròn thì tăng cái này lên. Tăng lên. Ok. Bây giờ thầy sẽ cho nó cái màu đi. Đó, ở đây thầy tắt cái này cho nó nhìn cho nó dễ. Rồi cho nó cái màu. Để Ctrl kéo cái này ra, nhân bản lên. Cái này thầy đổi thành cái màu. Màu trắng đi ha. Ừ, màu trắng. Ừ. Tăng sáng sáng lên tí rồi. Rồi có cái màu trắng này. Gán vào trong cái đối tượng phía này. Rồi bây giờ thầy gắn nó lên trên những cái đỉnh này. Gắn lên trên những cái tán cây này. Thì bây giờ thầy dùng cái hồi nãy mình dùng là cloner này, được chưa? Rồi sau đó là gì? Kéo thả cho cloner này, kéo cái hình cầu này, thả cho cái cloner này, đúng chưa? Đó, bạn thấy nhân bản ra chưa? Rồi bấm vô cái cloner này, chọn kiểu. Thì giờ mình muốn gắn cái phía này lên trên cái tán cây này thì mình phải chọn kiểu gì? Object đó, mình phải chọn kiểu object này. Rồi chọn xong kiểu object thì các bạn phải kéo cái tán cây này này thả vô đây. Đó, bây giờ cái tán cây là cái nào? Cái tán cây chính là cái phía này đó, đó, mình kéo cái phía này thả vô cái object này đó, thì bạn thấy nó sẽ nhảy lên trên này chưa đó, nó nhảy lên tán cây rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ điều chỉnh lại. Ví dụ bạn muốn cái này nó đang là surface, nó sẽ gắn trực tiếp lên cái bề mặt này thì nó đang 20 lần thì mình có thể tăng lên đó, tùy. Nếu bạn muốn như vậy thì chúng ta sẽ tăng như vậy, hoặc là mình bấm vô cái animal enable ha, enable set scale, scale đó là cái scale này. Đó, mình có thể tăng cái độ lớn nhỏ ngẫu nhiên. Đó, hoặc là mình sẽ tăng cái độ ngẫu nhiên đây. Bạn chỉnh cái thông số scene này. Đó, thì nó sẽ cho bạn chọn các cái mặt ngẫu nhiên. Đó. Đại loại là vậy ha. Không cần dùng thì tắt đi. Ok, thì ngoài ra thì mình có, nếu mình muốn gắn trên vớp thì mình chọn đỉnh. Đó, thì nó gắn trên đỉnh nè. Đó, rồi cũng có scale cho phép bạn thay đổi lớn bé, đúng không? Scale lớn bé. Đó. Bạn muốn thay đổi, ví dụ đây là 200 hết cỡ rồi, mình có thể tăng lên 300 được không? Đó, mình có thể tăng lên 300. Đó. Thì cái khối này to quá, mình có thể bấm về cái sphere. Mình giảm cái này xuống. Đó, mình giảm cái đỉnh xuống to này ha. Đó. Các bạn có thể hoạt cảnh cũng được, ví dụ bạn bật cái keyframe lên thì bạn có thể tạo một cái chuyển động hoạt cảnh như vậy cũng được ha. Đó. Ok, bây giờ thầy cho nó nhỏ thôi. Đó. Rồi xong thì bấm về cái loader này lại. Rồi, cái này là cái description này nó đang là chọn verb thì mình có thể chuyển sang cạnh này không? Mình có thể chuyển sang poly. Đó. Hoặc là mình chuyển sang đỉnh cạnh. Đó. Số này thì mình giảm xuống. Ừ. Số cạnh. Bấm lại để mình thay đổi cái ngẫu nhiên scale nó. Scale thì nó sẽ scale một chiều thôi. Scale cạnh surface đấy, thì tùy bạn nhá, tùy bạn mình có thể thay đổi số lần số điểm đó. Ví dụ bạn có thể tạo một cái hoạt hình cho cái cây này. Bây giờ thầy bấm vô cái count, bật cái count lên tại thời điểm là không, sau đó thầy kéo thêm line đến cái vị trí ví dụ 60 đi. À, bắt đầu thầy thay đổi cái số count này đó, cho nó nở bông, nở nở, nở trái lên không, rồi hết cỡ luôn. Nếu bạn muốn nữa thì mình lại tiếp nhập số đây, ví dụ 200 300. Đó, còn không muốn thì bấm vào đây, được chưa? Thì nó set cho mình một cái frame. Thì giờ mình sẽ có một cái hoạt hình như vậy. Đấy. Được chưa? Đó, thì mình có thể giải quyết cái bài toán
hình khối, app Loner sử dụng cái object rất là hay. Ok, đổi màu này lên, màu vàng đi. Bớt cặn lại. Rồi, đó là cái loaner. Phần tiếp theo của thầy sẽ là gì? Cái này thầy sẽ render ra cái lưu lại. Mình tạo cái mặt sàn hay tạo cái không gian gì cho nó đẹp. Đúng không? Gán cho nó một cái hiệu ứng này. Bấm một effect. Ambient occultation effect. Global Intonation. Rồi, render xem. Tôi thui. Chưa có đèn, đúng không? Chưa có cái đèn. Trong này mình sẽ chọn cái physical đi. Bấm vào đây. Đại loại vậy, các bạn muốn chất liệu thì gán chất liệu vô, đại loại này lấy cái hình thôi, quên mất. Rồi lưu nó lại cái. Rồi, đây là một cái ví dụ như là bây giờ mình thầy tạo lại cái khối Q này, thầy sẽ tạo một cái cũng áp dụng lại cái thằng loaner nha. Bây giờ thầy tạo một chất liệu mới để các bạn dễ hình dung đi. New standard, cái này thầy cho nó màu trắng luôn đi, chất liệu màu trắng. Rồi ok, kéo thả vô. Cái size này thầy sẽ cho cái size khối này nhỏ lại. Nó là 200, bây giờ thầy cho xuống 100. Nhỏ một nửa thôi, to quá. Rồi. Bây giờ gắn một cái loner vô đây. Đó, tạo một cái loner. Đó, hình thầy sẽ làm một cái hoạt cảnh ứng dụng vô. Kéo cái keyframe này thả cho loner. Rồi, bấm vô loner. Đó, giờ mình sẽ chọn, nếu mà thầy sẽ diễn nó theo kiểu hình tròn. Thầy sẽ chọn mốt kiểu tròn radio. Rồi thầy muốn làm gì nữa, thay đổi cái size này, bán kính thầy cho lên khoảng 500 đó. Số lượng của cái này là vọt bán kính là 500 và số lượng của nó là 10 đó, có 10 cái Q này. Rồi cái mặt, cái flange, cái mặt phẳng thầy sẽ chọn là mặt XZ hoặc là YZ. Đó, XZ hoặc YZ ha. Đây, để chọn mặt phẳng như vậy. Tùy mặt nào cũng được, nhưng mà nó đứng như vậy là được. Bây giờ thầy muốn cho nó một cái chuyển động. Chuyển động. Thầy tại cái thời điểm này nó sẽ từ to này. Cái vòng từ to này nó sẽ thu gì? Nó thu nhỏ xuống như vậy. Thấy không? Đó, từ to thu nhỏ xuống như vậy. Thì bây giờ mình sẽ, tại thời điểm này thầy sẽ set cho nó một cái keyframe. Đó. Thì nó có ngay đây nè. Đồng thời thầy sẽ làm cái gì, xoay. Thầy muốn cái này xoay cơ. Xoay thì thầy sẽ tạo một keyframe ở cái phần offset này.
Đó, thì lát nữa mình sẽ nhập số độ đây để nó xoay. Rồi thầy muốn nó scale, khi nó xoay thì nó có cái scale, thì thầy bấm qua thằng transform. Đấy, thì scale theo trục nào? Đây là trục X, trục Y, trục Z. Thầy muốn cho nó scale theo trục Z này nè. Đó, nó sẽ xoay theo scale theo trục Z ha. Thì thầy bật một cái keyframe tại thời điểm này 0 giây luôn. Rồi, bây giờ mình quay lại cái object nè. Được chưa? Mình quay lại object. Thầy kéo cái timeline này đến 50. Đó, đó là một nửa. Sau đó thầy sẽ làm gì? Thầy giảm cái này xuống bằng thấp thấp thôi, cỡ này. Đó, cỡ này ha. Cỡ này nè. Và thầy set một keyframe ở đây nữa. Được chưa? Đó, thì mình có cái chuyển động là từ to đến nhỏ. Sau đó làm gì? Thầy muốn nó xoay. Xoay 30 độ hoặc 45 độ, 30 độ đi. Đó, thì nó có xoay theo chiều dương 30 độ này. Và mình set một keyframe ở đây. Đấy, thì nó từ đây tới đây là nó xoay. Nó vừa chuyển động nhỏ xuống mà nó vừa xoay. Đúng chưa? Rồi bây giờ mình xem này. Có lẽ là nó vừa chuyển động nhỏ xuống và nó đồng thời nó xoay một góc 30 độ. Ok chưa? Rồi từ 50 đến 90 chẳng hạn. Đến 90 này thì làm sao? Thầy lại làm ngược lại. Ngược lại tức là từ nhỏ đến lớn. Từ nhỏ đến lớn thì kéo này lên. Đó, kéo lên. Rồi set một cái frame thì nó từ nhỏ phóng lớn lên. Đồng thời nó sẽ sao? Nó xoay ngược lại. Này là xoay chiều dương 30 độ thì thầy cho nó trừ 30 độ tức là ngược lại. Rồi set cho một keyframe tại thời điểm này luôn. Đúng chưa? Đồng thời thầy muốn cho nó có một cái scale, tức là biến đổi này một chút, thầy bấm qua transform. Thầy sẽ cho thông số này scale đi một tí, cho nó khác đi một tí. Còn các bạn muốn xoay thì mình có thể kết hợp với công cụ xoay lại xoay bên này. Các bạn có thể xoay đây. Đó, nó vừa thu nhỏ mà nó vừa xoay cũng được. Thì các bạn có thể dùng cái thông số này để làm gì? Để xem coi. Đó, thì mình sáng tạo rồi ngay thời điểm này thầy sẽ cho nó xoắn một tí ha, nó sẽ scale một tí được rồi, set một keyframe cho nó. Bây giờ mình có một cái hoạt cảnh như vậy, có phải là từ 0 đến 50 thì nó thu nhỏ lại, đồng thời nó xoay 30 độ, xong rồi từ 50 đến 90 thì đồng thời nó phóng lớn lên, nó to ra và nó xoay ngược lại 30 độ và có cái scale một chút. Được chưa? Thấy đó là cái hoạt cảnh của mình như vậy. Bây giờ mình gán cho nó một cái hiệu ứng nữa. Đó, ví dụ đây mình sẽ sử dụng thêm một cái hiệu ứng trong thằng Morap. Bấm vô menu Morap, thầy dùng một cái hiệu ứng đó. Cái này là loaner mình xài rồi này. Đó, bây giờ mình sẽ dùng cái More Station. Bấm vô đây. Đó, rồi kéo xuống đây. Đó, bây giờ thầy bấm vô More Station này. Nó đã hoạt động rồi đấy. Bây giờ mình thử bấm vào đây xem, nhấn play xem. Đó, thì bạn thấy nó có một cái chuyển động như thế này không, mềm mại. Thì trong cái More Station này này, mình bấm một cái thằng đây có cái option, cái object nó đang là để là 10, history deep tức là cái chiều sâu của nó là 10. Thì giờ thầy tăng lên một chút 20 này, thì bạn thấy nó có cái sự khác biệt không? Đó, cái chiều sâu của nó biến đổi 20 này, tăng nữa đi 30 mấy thì sao, nó rất là nặng. Từ từ nó chạy nó sẽ mượt hơn, nó mịn hơn thì nó sẽ đồng thời nó sẽ nặng thôi, đơn giản là vậy. Xoay này, xoay này khá nặng, giảm bớt đi. Đó, đó là cái More Station. Thì sau này mình áp dụng vô cái thiết kế nào đó có dùng More Station. Ở trong cái loaner này mình có thể sử dụng thêm một cái nữa, ví dụ bạn có thể gán thêm trong thằng Effector này và Morap Effector, mình có thể chọn cái step. Step tức là cái bước của nó. Rồi, thì lúc này bạn thấy nó chuyển động có cái bước không? Đó, nó tạo ra các cái bước, cái hiệu ứng cái bước này. Thì cái strength 100% mà bạn thích mình có thể giảm bớt xuống. Giảm bớt xuống thì nó tạo ra cái hiệu ứng khác. Giảm bớt xuống. Đấy, thì các bạn sẽ dùng cái Morap ứng dụng cho rất là nhiều thứ ha. More Station. Ok, bây giờ tiếp theo là cái gì? Lát nữa bạn sẽ làm lại thử nha. Rồi. Bây giờ thầy có một cái khối khác đi. Thầy áp dụng cũng làm cái cloner để các bạn hiểu thêm về cloner. Rồi thầy kéo Q thả cho cloner. Rồi bấm vào cloner. Bây giờ thầy sẽ nhân bản theo
theo hàng lối đi, à, theo hàng lối chọn git array ha, nó là ba đúng không? Thầy cho chiều cao cũng là ba đi, à, ba đi, à, tức là nó dạng hình vuông như vậy, được chưa? Rồi bây giờ thầy sẽ cho nó từ trên cao rớt xuống. Bây giờ mình sẽ tạo cho nó một cái sàn floor. Đó, thầy cho đối tượng này nằm lên trên cái mặt sàn trước là 100 này. Đánh số 100 đây thì nó, à, cái này là mặt sàn. Rồi, thầy sẽ chọn cái loner này. Chọn cái queue. 100. Lên chưa? Mình chọn là mình kéo lên được câu đó, nó 300 đúng rồi. Rồi bây giờ thầy có cái mặt sàn như vậy, thu nhỏ lại chút, thầy muốn cái khối này nè nó rớt từ bên ngoài khung hình rớt vô, ví dụ rớt từ đây rớt xuống đó, rồi nó nổ bung ra đó, nổ bung ra. Giờ thầy kéo lên trên này đi, kéo đến chỗ này đi ha, kéo nó cao cao lên để bạn thấy đi. À, ok. Rồi bây giờ thầy có mặt sàn, có loner kéo mặt sàn xuống đây. Thầy click phải vào cái mặt sàn này. Thầy sẽ chọn một cái trọng lực cho nó hút xuống, cho nó giữ lại. Thì ở trong cái mặt sàn này, thầy sẽ dùng cái ring đâu rồi? Cái simulate đúng không? Simulate, simulation tag. Các bạn chọn cho thầy cái colander body, đúng không? Colander body để nó gắn vào cái sàn này. Thì khi cái khối này nó rớt xuống đây, nó không có rớt xuống cái mặt đất, nó không có rớt vào không trung, mà nó sẽ rớt xuống cái mặt đất này, rớt cái sàn này đó, thấy chưa? Rồi trong cái thằng loner này á, thầy cũng click phải vào chữ loner này, thầy cũng gắn cho nó một cái simulation tag. Ở đây thầy liên kết nó cái ring body đó, nó ring body ha đó, tức là liên kết với cái thằng này. Bây giờ mình sẽ nhấn nút play, mình chạy thử, nó hút xuống này, rớt xuống này. Đó, rớt xuống đúng không? Đó, rớt xuống rồi, ok. Rớt xuống như vậy. Smart. Thì giờ mình điều chỉnh nó lại, bấm vô modify nè. À, các bạn có thể thay đổi cái số lượng của cái khối thì mình đây mình biết rồi đúng không? Khoảng cách thì biết rồi. À, thì chắc không thay đổi đây. À, các bạn có thể bấm vô cái thằng Dynix. À, bấm vô cái thằng Dynix đây. À, chỗ này mình sẽ chọn collision. Đó, cái size increment này. Nó là bằng không. Mình tăng nó lên. Đó, thì nó sẽ nổ ra, nó bung ra, rớt xuống, nó bung ra. Ừ. Này thì cho là 5, nó giảm bớt xuống 4 nè, 3 nè. Ừ. Bạn muốn tăng cái số lượng hạt này nhiều lên thì bấm xuống cái bấm vào cái lại cái cloner mình tăng lên, ví dụ tăng 4 nè, 4 nè, 4 nè, không? Đó, mình tăng số lượng lên. Cần thiết thì mình tăng cái khoảng cách này ra. Đó, ví dụ giảm bớt xuống nè. Các bạn điều chỉnh thông số đây. Rồi bấm dưới đây mình điều chỉnh 3 nè. Giờ tăng lên 4 nè. 5 nè. 6. Cao lên. Đó, nó nổ bung ra. Increment đó là cái cường độ, kiểu cường độ tăng, độ tăng. Còn cái bon này là 5% là cái độ nảy. Nảy. Thì nếu bạn muốn cho nó bung ra thì chúng ta tăng lên, còn muốn cho nó rớt xuống êm thì giảm bớt xuống. Thì mình giảm bớt xuống như vậy thì nó chỉ rớt xuống đây thôi. Đó, rồi nó bể ra. Đây mình tăng thêm cái này lên được không? Ví dụ 90 mình cho 120 đi. Tăng số lượng frame lên. Tăng số lượng frame ra xíu. Box